quá nên thành ra gọi là khó tính đó chị. Em ngủ hơi có tiếng chút xíu. Ngủ sao em? Ngại đó. Ngại đó hả? Nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này. Đúng rồi hậu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi anh. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối tượng bên kia nghe luôn. Em tên Trần Ngọc Phi Vũ, hiện tại em 33 tuổi, sống ở Hồ Chí Minh. Hiện tại công tác ở công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến. Em làm chuyên môn làm gì? Đại nhân viên hành chánh bán hàng anh. À. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. Em xin giới thiệu em tên là Lan Anh, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm kế toán ạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em thích nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm đến gia đình. Còn điểm yếu của em là nhiều khi siêng năng quá, gọn gàng quá nên thành ra gọi là khó tính đó chị, kỹ tính. Giọng nói của em mà nói to quá thì mọi người gọi là chua. Chua hả? Dạ. Đâu có to đâu, đâu có chua đâu. Cái này em đang nói vừa anh. Rồi bạn nam thì sao? Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là một người vui vẻ, thẳng thắn, rất là nhiệt tình, sống có trách nhiệm với gia đình và công việc của mình. Về nhược điểm thì em ngủ hơi có tiếng chút xíu, không biết nấu ăn. Ngủ sao em? Ngủ sao? Dạ ngủ có tiếng. Ngái đó. Ngái đó hả? Ngái mà. Dạ. Vũ 33 tuổi rồi. Dạ. Nhiệt tình trong công việc như vậy, có nghề nghiệp ổn định rồi. Dạ. Nhưng tại sao lại chưa tìm cho mình được một cái bóng hồng bên cạnh? Em nghĩ là em ít nói. Anh thấy Vũ đâu ít nói đâu. Đẹp trai mà đúng không? Người này rất là năng động chứ không ít nói đâu. Dạ trong công việc thì em nói nhiều lắm. Nhưng mà giống như ở ngoài thì em ít nói. Rồi vậy mình muốn tìm mẫu người bạn trai mình như thế nào? Dạ cái mẫu người bạn trai về ngoại hình á thì người đó cao 1m65 tới 1m7. Có luôn. Không có hói. Có không? Ngoại hình á thì tương tất gọn gàng, tóc tai cũng gọn gàng chị. Bên đây quá gọn. Còn về tính cách á thì biết quan tâm tới gia đình, không có gia trưởng, không có quản lý quá chị, đừng có quá vô tâm. Bên đó có gia trưởng không? Dạ em không có gia trưởng chị. Mà... Có vô tâm không? Dạ em có tâm lắm. Có tâm. Dạ. Còn cái vụ hói thì sao, lúc đó nghe im vậy? Người ta yêu em nè, người ta chăm sóc em nè, người ta đẹp trai nè. Dạ. Ta có cơ sở làm ăn, có nhà cửa đàng hoàng, người ta có tâm nè. Nhưng ta bị hói nhiều rồi sao? Nếu giống như những cái anh nói là giống như biết quan tâm tới gia đình, biết thương vợ, lo cho gia đình thì không sao anh. Vậy bạn trai thích người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình trước đi. Ngoại hình là cao từ 1m rưỡi đến 1m6. Tóc dài chút. Ngắn cũng được. Nhưng mà... Trời ơi, ông nói câu đó xong ông thọc thêm câu kia nữa. Vừa người. Không mọc không ốm hả? Dạ. Có điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình không? Dạ em không thích bạn gái là lười biếng. Gái không ai làm biếng rồi mới. Bên đây ta kỹ tính lắm, siêng năng lắm. Gì nữa không em? Chắc em đủ nhiêu đó. Đủ rồi đó. Dạ. Anh chưa nghĩ ra. Nhiêu đó được rồi ha. Dạ. Anh hù ta không hối đâu, hối là bên đây ta hết hồn hết vía. Mình có phải làm dâu không? Dạ muốn làm dâu cũng được chị. Nhưng mà nếu mà muốn sống riêng thì mình thuê nhà thôi. Mình còn cái tật xấu nào ngoài cái ngáy nãy giờ mình chưa nói không ha? Mà nhát với chị. Nhát gái hay là chết nhát hay là... Dạ, chắc cũng hơi nhát gái đó chị. Có nhát trai không? Dạ không, nhát trai không nhát. Kiểu như em đi làm là bạn gái em xin đi chơi với bạn bè người ta mà em không có đi chung thì em có cho người ta đi không? Dạ được chị. Đi chơi với bạn trai được không? Dạ không chị. Không, bạn trai trong nhóm, bạn trai là bạn khác giới thôi chứ không phải bạn trai là bồ bịch. Được không? Dạ được. Mà nhớ nghe. Nói vậy á. Trong đây ta dễ thương. Đàn trai hơi ngon à. Sao chị? Em... Được. Để anh Hoàng hỏi bên kia coi thế nào hợp với em không nha. Dạ. Dạ. Chào em gái. Dạ. Em sở thích của em là gì? Dạ em thì thích đi xem phim, thích uống trà sữa. Thôi rồi lớn thích uống trà sữa. Giống em nghe. Thích xem phim gì? Dạ phim gì em cũng coi hết, thể loại nào cứ ra rạp em thích thì em đi coi rồi. Dạ. Có cái tài nào biểu diễn hát cho đàn trai nghe một bài coi. Dạ em xin hát một đoạn cho một bài Sau Tất Cả. Sau tất cả. Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Rồi, cảm ơn em. Vậy là đàn trai thấy được lắm rồi đó. Bên đây cô gái rất là nhẹ nhàng, dễ thương. hát cũng ngọt ngào nhưng hơi nhỏ thôi. Dạ. Mình bạn có nam có gì tặng gì? Bạn gái không? Dạ em có cả đi. Dạ em trên gửi đến bài hát Điều Anh Biết. À anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi sao, dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Để em đi tính cách em vậy luôn à. Thì điều anh vô không mấy lời nhưng lòng anh biết. Nữa hả? À, được rồi, được rồi. Nói chung là hai người về đi hát karaoke chung hợp á. Dạ. Bạn nữ thường thích bạn nam tặng quà gì cho mình không? Dạ, tặng cái quà gì nó có ý nghĩa chị, giống như tặng cái gì mà cái món quà đó nó lưu lại kỷ niệm á. Chứ em không thích giống như là vật chất quá, hoặc là hoa thì nó cũng tàn thôi, giống như cái gì nó sẽ lưu lại để mình cất giữ á. Bạn trai ráng suy nghĩ có món quà gì mà nó lưu lại làm kỷ niệm nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với dì ạ. À có mẹ với dì hả? Được rồi. Rồi xin chào cô. Dạ chào cô. Cô thấy con dâu tương lai thế nào? Dễ thương anh Linh, dễ thương. Dạ. Dạ cô cho vài ý kiến nhận xét. Theo tôi thấy thì em bên này rất là hợp với Phi Vũ. Dạ. Về tính cách Phi Vũ thì đối với gia đình là một người quá hoàn hảo. Sau này hai đứa có thành thì những khuyết điểm của cháu Vũ đó, cháu cũng bồi vô cho Phi Vũ cho hai đứa được thăng hoa hơn. Con rất hợp với Phi Vũ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với phòng làm việc của em á chị. Rồi, nguyên phòng luôn hả? Mời đại diện. Bữa nay nghĩ là dạ mời chị nào đại diện à. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Em là đồng nghiệp chung với Lan Anh. Vậy hôm nay công ty đóng cửa hả chị? Không, xin sếp nghỉ. Nguyên phòng nghỉ luôn. Trời, sếp chịu chơi dữ. Theo em nhận xét á, thấy em bên này được hợp với Lan Anh. Dạ, nhưng mà chị nói trước, Lan Anh nó rất là tình cảm. Em cũng phải về chừng, nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này. Cái gì không dọa luôn. Đúng rồi hậu. Phòng này đông người lắm Phi Vũ. Vũ ơi nói gì câu với mấy chị đi Vũ. Chắc em cũng chỉ hứa là không có làm Lan Anh buồn thôi được rồi. Đừng làm tổn thương em đó là được rồi. Thôi cảm ơn mấy chị. Nè ngoài hứa không làm cho Lan Anh buồn còn hứa làm cho nguyên phòng vui nữa. Hơi mệt à, phòng đông quá. Rồi bây giờ cho hai bên gặp nhau đi. Kéo màn lên. Rồi mời Vũ. Quà này cũng có ý nghĩa ha, giữ lại làm kỷ niệm. Sao em món quà này em thấy sao được không em? Dạ dễ thương, lưu lại làm kỷ niệm được hả chị? À, vậy là vừa ý đúng không? Dạ. Anh cũng đi lựa rất là lâu nên thấy cái chữ này có ý nghĩa cho nên anh lựa. Anh nghĩ là món nếu mà mình được giống như cái hai hình trong đó tốt. Dạ. Nếu mà có thành mình chụp hình mình để kế bên cái đó. Mình cảm nhận gì về nhau các bạn? Em thấy anh á cũng chững chạc, hiền. Còn anh thì anh cũng cảm thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Kế hoạch hẹn hò? Em muốn hẹn hò khi nào? Em thì rảnh ngày tối 7 và chủ nhật. Dạ đúng ý anh luôn, anh cũng muốn thứ 7 chủ nhật. Hỏi con Nguyên Phòng đi không? Anh muốn xin mấy đứa con? Theo anh thì tùy điều kiện kinh tế thôi. Nếu mà kinh tế mình cho phép thì hai đứa là được. Vậy kinh tế của anh khoảng bao nhiêu đứa? Theo anh thì lúc đầu mình cứ một đứa trước đi, nếu mà ổn định rồi thì mình sẽ hai đứa. Dạ. Vợ mình á thì anh có hay quản lý quá không? Không, anh cũng không quản lý nhiều đâu. Anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà anh có thể phụ vợ những cái công việc đó. Có bình thường em anh làm được hết, việc nhà làm được hết. Dạ. Anh biết nấu cơm nữa, biết chiên trứng nữa. Nghĩa là nấu mì nữa. Không nhất thiết người đó phải biết nấu nhưng mà giống như là biết phụ, ví dụ vợ ngồi làm thì chồng cũng ngồi làm phụ luôn, chứ không phải là giống như vợ chồng ngồi xem tivi hay là lướt điện thoại đồ để vợ ngồi nấu như vậy thì em không có nói anh phụ được không sao? Dạ. Được. Anh thử nói một điều bất ngờ là anh sẽ làm cho cổ coi có hấp dẫn không? Em cũng biết nói gì bất ngờ nữa. Ví dụ như bữa hẹn hò đầu tiên hẹn rồi xong cái cô tới anh không tới vậy đó. Trời ơi. Bất ngờ quá ha. Thôi bây giờ mình cảm nhận tất cả những gì về người đối diện mình nói hết bằng trái tim của mình nha. Hạnh phúc á thì cũng chỉ đến với người nào biết nắm bắt và trân trọng nó. Thì hôm nay anh và em tới đây thì cũng là một cái duyên số rồi. Thì anh nghĩ thì hai mình hãy cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nghĩ chung là mình bấm nút nha. Vậy bấm luôn đi, hai người bấm luôn đi. Bấm cho lọt luôn đi. Gì? Tỏ tình thôi còn bấm là không quyền của người ta. Rồi, đặt rồi chúng ta để tay vào nút bấm nha. Hai gương mặt này cũng là gương mặt phu thê đấy. Hy vọng rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Bấm hay không bấm? Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3. Mới có 1 là anh bấm rồi. Cầm tay nè. Rồi 2 là anh bấm nữa. Ở đâu bấm ra bấm hoài. Sợ cái nút nó hư rồi sao? Nôn nao quá Vũ hả? Dạ. Cảm nhận cái nắm tay đầu tiên thế nào? Dạ, ấm. Mình hôn cái hôn đầu tiên ngày gặp mặt đi nào Vũ. Cả phòng nè, cả phòng người ta đang yêu cầu nè. Đẹp, rất đẹp. Đây là chiếc vé xem phim ở cụm đạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây là máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng nhãn hiệu Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng để tặng cho hai bạn. Rồi, mình có quà, có niềm vui, có hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Hãy bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy nhé. Biết bao người con gái đem tình yêu gái tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai, biết bao con nàng khen anh có. Nhìn không có nhoi với anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Nó mới vui chứ đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục niềm vui này ở cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Hạ màn. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Qua bức màn, như các bạn có thể nói chuyện với nhau, xuyên qua nó để cảm nhận về nhau. Giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Đào Kiến Lộc, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kho của công ty Cân Nhân Hòa. Nhân viên kho? Dạ. Là giữ kho đó hả? Dạ, dạ. Là ngon rồi nha. Dạ. Làm ở đâu bạn? Dạ, dạ em làm ở Thủ Đức cái gì. Quê mình ở đâu? Dạ, dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Khánh Linh, em 23 tuổi, em là kế toán cho một công ty ở quận 11. Quê mình ở đây luôn hay sao em? Dạ, em ở đây luôn chị. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Ai em mà giúp được thì em sẽ giúp hết mình. Dạ, với lại bạn bè hay tìm đến em để tâm sự, cho lời khuyên. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là em cũng hơi khó tính với nóng tính đó chị. Với lại bạn bè em nói là mặt em nhìn hơi dữ, hơi khó chịu. Với lại em cũng hay quên. Mời bạn nam. Dạ, ưu điểm của em thì ca hát, bơi lội, hòa đồng và hài hước. Dạ, còn khuyết điểm của em thì hơi cọc chút xíu trong công việc. Với lại ngủ nướng ngày cuối tuần. Dạ. Không sao, dạ. Nhưng mà cái cọc đó là phải giảm bớt. Đôi khi mình cọc quá nó mất lòng nhiều người lắm. Dạ, chỉ cọc trong công việc anh. Vậy thôi hả? Ưu điểm ca hát, hát bài cho nó sung lên nào. Dạ, tới đây. Đứng lên biểu diễn giới thiệu luôn. Nào, đúng rồi. Dạ, em xin hát bài Yêu Chị Hai Lúa của nhạc sĩ Trấn Thành. Rồi. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh là thành đô ngựa xe, chán ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em gái vào nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu gái tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai, biết bao con nàng khen anh có tài. Dạ, em xin hết à. Nè, chuẩn bị một bài đi nha. Chút xíu vừa mở màn lên em biểu diễn ngay trước mặt cô ấy để mình gây ấn tượng. Dạ. Cảm nhận về cái giọng nói, giọng hát của bạn nam như thế nào? Dạ, nghe chân chớp với chị. Cho em hỏi là anh biết bơi hả anh? À, biết bơi em. Dạ, anh biết bơi mấy kiểu anh? Thập cẩm kiểu em. Thập cẩm kiểu? Ủa, em hỏi kiểu gì vậy em? Dạ, tại em cũng biết bơi nữa anh. Em bơi 4 kiểu. Là coi như cũng thập cẩm luôn rồi đó đúng không? Dạ. Dự hai người này chắc rủ nhau đi bơi đua đi. Không được đấy. Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì 1m65 trở lên. Chung là càng cao càng tốt. Tại vì em cũng không được cao nữa, nên em muốn cải thiện. Đừng có hói. Sao không ai thích hói là sao vậy ta? Có không? Dạ dạ không em chưa. Dạ. Với lại nhìn chững chạc, điềm đạm, không có nhoi 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 anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Thế nào tao phải vui chứ đúng không? Lên chương trình này chứ là phải vui chị. Đúng rồi. Chứ ngoài điềm đạm đó chị. Được không em? Dạ cũng được. Em không thích gia trưởng, không thích hút thuốc. Với lại cũng đừng có nhậu nhẹt nhiều quá. Bạn trai bệnh có hút thuốc nhậu nhẹt không em? Dạ thuốc thì em không hút chị ơi. Em nhậu thì uống 1-2 chai em xỉn rồi. Vậy được. Rồi gì nữa không? Em có mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ giống anh Quyền Linh. Trời ơi. Nhưng mà nãy giờ em tưởng tượng ra. Em tưởng tượng ra cái anh bên bển như thế nào? Em nghĩ chắc cũng từ từ anh Quyền Linh đó. Phải không? Dạ. Vậy mẫu người bạn nữ của bạn trai là như thế nào? Bạn gái thì cao 1m50, hòa đồng, hiền, biết lễ phép, là biết nấu ăn. Và em thì thích phụ nấu ăn. À dạ. Em biết nấu ăn không? Em biết nấu mấy món đơn giản thôi chị. Thôi đơn giản ăn cơm hai chồng được rồi. Dạ. Có điều gì không thích ở phụ nữ không? Dạ em không thích phụ nữ là nhiều chuyện, với lại nhiều tay chân sạch sẽ xíu. Anh kiểm tra coi tay chân sạch sẽ không nha. Dùng này mới nè. Phụ nữ nào mà không sạch sẽ trời. Trời em. Dạ. Xòe tay anh coi đi em. Số 1 luôn. Bàn tay búp măng đẹp ha. Sạch sẽ lắm em ơi. Em dạ. Sao em thích nhoi? Nhoi thì nhiều khi hai người nhoi thôi chứ đừng có ra ngoài đường mà nhoi nhoi người ta nhìn vô kỳ lắm mà. Vui mà. Dạ thì mà vui khác mà còn nhoi nhoi kiểu quậy quậy khác nữa. Lý do sao em không thích hói? Nhìn cũng không được đẹp cho lắm anh. Anh có hói không? Dạ không, em thấy anh không hói. Vậy là được. Vậy là được. Nếu mà hợp nhau thì khoảng bao lâu em đồng ý cưới? Dạ từ 1 tới 2 năm. 1 đến 2 năm. Rồi. Được không em trai? Dạ dạ được anh. Được. Rồi để tôi qua tôi coi coi ông có nhoi không nha. Mà sao tôi nghi ông bên đây lùn quá ta ơi. Sao lùn được? Ai thích vẫn bạn gái có 1m50 à. Rồi, chào chị. Chào em. Trai chuẩn men à. Nào đứng lên chị coi thử coi. Em cao mét mấy? Dạ em cao em đo 2-3 lần nữa rồi. Cuối cùng em cao được 1m67. 67 hả? Dạ. Rồi ngồi xuống đừng giảm cân chút nha. Dạ dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dễ thương xíu được được. Chứ có giống ai gì không? Có cái chuẩn cao thấp mập ốm dạ. Gì không? Dạ không, em cũng không được đẹp lắm mà em không dám. Vậy dạ. Hả? Coi như sao cũng được hết trơn, dạ. Đơn giản vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi như chị vậy. Mình đã chuẩn bị những gì để tiến tới hôn nhân chưa? Mình đòi dạ. Dạ chị đã có rồi, gia đình em đã sẵn sàng nè. Gia đình em sẵn sàng chứ em sẵn sàng chưa? Dạ, dạ em cũng sẵn sàng. Rồi dạ. Mình có làm dâu không? Dạ tùy theo bạn gái nữa, ví dụ bạn gái đi đâu em đi đó. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy làm rể được không? Dạ. Ở rể được không? Dạ được, không sao chị. Được luôn. Dạ dễ lắm mà. Trời em dễ dữ. Dạ. Rồi thôi cặp này gả luôn đi. Còn gì nữa? Được. Em có đi với ai? Dạ em đi với anh hội em đó là anh Thịnh. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Rồi chào anh. Em thấy được cái Lộc, thấy hợp với tính của Lộc. Lộc có tật xấu gì không? Dạ, có nhưng mà không có nhiều lắm. Nó ngủ rồi nó hay hát lông bông vậy. Có lăng nhăng không? Dạ không. Rồi em hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với mẹ. Có mẹ. Chào cô ạ. Dạ vâng, chào hai MC. Thì nãy giờ thì cũng thấy em trai bên này thấy nhiều cái tính cũng hợp. Nhất là ngủ nướng á, thì Khánh Linh cũng có cái tật ngủ nướng. Khánh Linh thì nó hơi trầm tính, mà em này thì vui nhộn, thì thấy hai tính cách ấy có vẻ hòa đồng với nhau. Tại có một mẹ một con cho nên chắc là em trai cũng nên nhường nhịn em chút xíu, tại ở nhà cũng hơi chiều em. Vậy cô có muốn bắt rễ không cô? Dạ cũng không muốn bắt. Thì cô em nói chuyện với cô đi em. Dạ 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 thưa bác. Dạ. Đó hỏi bắt rễ gì đó. Nói với bác gì đi. Dạ thưa bác, nếu con mà được tiến tới với em, con sẽ lo cho em và thương yêu em hết cả cuộc đời này. Cô cũng mong là như thế. Dạ, dạ, con gái mình có chỗ dựa vững chắc để cho cô yên tâm. Rồi, cảm ơn. Có thương bác không? Có lo cho bác không? Dạ chắc chắn là có. Đồng ý để không? Dạ dạ đồng ý luôn. Khỏe rồi. Thôi bây giờ kéo màn lên. Chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Hát luôn. Chào, chào em. Lần đầu tiên em thấy em rất là dễ thương, cũng đẹp. Dạ cảm ơn anh. Em à. Dạ. Anh thích em rồi đó, ước gì em là vợ anh. Người yêu ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy, không ai nói lòng mình, bên nhau đi đến cuối con đường. Thấy gì dễ thương chưa? Dạ. Quà gì kìa. Trời ơi, hát cái quên quà luôn rồi. Anh có món quà tặng em. Dạ. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ anh có cặp này. Cái cân công ty em sản xuất em tặng cho anh Linh. Trời ơi cảm ơn em. Dạ. Anh chắc cân này chắc đứt cân quá. Dạ em tặng chị Tường. Cảm ơn em. Dạ. Hai cả cặp này mấp mấp ha. Có tặng bạn gái cân không? Dạ không, mà cân đó là không hên lắm anh. À vậy hả? Dạ không hên. Vậy tặng anh để ý em nói anh xui hả? Dạ dạ không anh. Dạ. Thôi vậy thôi cảm ơn. Em lần đầu tiên thấy anh em thấy thế nào? Dạ em thấy anh cũng dễ thương mút mút. Anh là trong tình yêu anh rất là tình cảm, sống thật tình. Dạ. Anh là không thích là người phụ nữ là như lăng nhăng hay là gì. Anh rất là thoải mái, dù ai quen là em muốn đi đâu em đi, dù đi với bạn trai cũng được. Anh rất là hiền. Dạ. Em đi đâu thì em cũng sẽ báo anh một tiếng. Thì coi phim với bạn trai khác dạ, được. Dạ có em đi theo. Mình không nói gì mình bấm nút nha. Bậy tìm hiểu đi. Chưa mà. Quan điểm nói tình yêu hôn nhân gia đình rồi. Em muốn chừng nào cưới rồi con cái tiền bạc gì đó phát triển kinh tế gì hỏi luôn đi. Con cái vụ mốt em muốn sanh mấy đứa. Dạ, hai đứa hả anh? Em thích con trai hay gái? Em thích đều, mà chắc em thích con gái hơn. Để anh, đều với em. Anh cũng như vậy. Dạ. Em thích đi đâu? Em thích đi đâu? Thường thì em thích đi xem phim, xem kịch. Đó cùng sở thích anh cũng thích đi xem kịch, nhất là kịch ma. Dạ, em thích kịch ma. Kịch ma sợ. Dạ. Cưới về anh có phụ việc nhà không anh? Anh có việc nhà anh làm được, em rửa chén lau nhà, quét nhà anh làm được. Dạ. Em cứ ngồi. Dạ. Trời ơi em cứ ngồi. Anh tính anh thì nói thiệt, anh nói có. Dạ con nói có bác ơi con xin hứa. Dạ bác. Nếu vợ em mà giận em sẽ làm gì? Dạ thì năn nỉ, chở đi chơi, đi dạo, đi sở thú. Đi sở thú chi em? Dạ vô ngồi đó mát, tụi không có thú ngồi đó mát rồi năn nỉ, xong rồi chở đi uống trà sữa. Em hy vọng thì chúng ta nên có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Anh cũng vậy. Dạ. Cho anh một cơ hội nha. Dạ. Bấm nút mà. Nút hoài vậy. Bây giờ nói một câu gì thật là tình cảm. Anh hứa là anh sẽ yêu thương em và lo cho em. Anh xin hứa. Dạ. Cảm động quá. Cảm động quá. Cảm động quá. Để tay vào nút bấm đi bạn. Hơi nhoi nhưng rất chân thành. Đây nè, cái nút nè. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một bạn trai nói như bác ở đây á là rất hài hước và bản lĩnh chững chạc nữa, rất chân thành nữa cô. Chân thành lắm. Hai gương mặt này giống nhau quá. Em gái cảm thấy như thế nào? Dạ nói chung mà em cảm nhận được tại anh đó rất là chân thành, rất là thật tình, cũng rất hiền lành nữa. Thôi mình hôn đầu tiên để nhớ mãi ngày hôm nay đi hai bạn. Xin phép bác đi. Dạ con xin phép bác hôn em cái. Rất dễ thương. Cặp này tôi chịu quá, tôi chịu quá. Làm sớm nha. Và chúng ta sẽ đi xem phim để hiểu kỹ hơn với hệ thống cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Và đây, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng. Đây, quà của em. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn Quyền Linh. Rồi đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu và cưới luôn. Vợ chồng sanh được thì cứ sanh, còn rủi sanh không được thì sao? Mình sống vậy đứng già thế được không? Anh có buồn không? Anh chịu vậy không? Dạ được, em chắc chắn. Rồi mai mốt già ai nuôi anh? Hai người đương tựa vào nhau thôi. Hello, chào bạn trai. Dạ chào chị Cát Tường. Đó, tôi thích những người ăn to nói lớn như vậy đó, rất là thoải mái. Đợi một chút xíu thì Tường sẽ ra mời bạn gái mình vào nha. Dạ. Rồi ghế đây rồi cưng, bên trái ngồi xuống ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe những thông tin về cá nhân của mình. Mời bạn trai. Dạ, trước tiên em xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và đặc biệt là bạn gái bên kia. Em là Hồng Đức, sinh năm 1971. Trời ơi, sao trẻ vậy? Dạ, sinh 11 đó chị. Sinh 71? Dạ. Rồi, một lời khen, quá trẻ luôn. Cảm ơn chị. Quá trẻ. Sở thích của em là ca hát, khiêu vũ nghệ thuật. Công việc của em là dẫn chương trình hát với nhau khiêu vũ nghệ thuật. Ồ, dạ. Thảo nào. Vâng, quê quán của em là ở Sài Gòn. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, sống với anh chị ở trong gia đình, còn 3 người. À, dạ. Còn ba mẹ? Ba mẹ mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Dạ, vâng. Mời chị gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh bạn trai bên kia. Em là Nguyễn Thị Cẩm Hiền, sinh năm 1975, 44 tuổi, làm việc và sinh sống ở xã Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công việc của em là kinh doanh tự do. Sở thích của em cũng là yêu ca hát, nhảy múa. Ừ, hợp nhau rồi ha. Dạ. Chị đang sống với ai? Em sống một mình. Sống một mình. Thế ba mẹ gia đình mình là ở đâu chị? Dạ, ba mẹ gia đình ở tại Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Wow, quê Cần Thơ mình. Dạ. Lên đây. Rồi bây giờ mình qua tới điểm mạnh và điểm yếu. Thế anh nghĩ bản thân anh là có những cái điểm mạnh gì, những cái điểm yếu gì? Ưu điểm của em á, biết nấu ăn. Mình thích ăn thì mình lăn vào bếp. Hơi nóng tính một chút. Nóng nhưng mà có kìm hãm được. Còn gì nữa không anh? Biết trang trí nghệ thuật như là các mùa lễ Tết hay là Halloween hay gì đó, tất cả là biết là nghệ thuật mà mỹ thuật rồi em biết làm. Rồi. Nên là trang trí được. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Hơi dễ xuôi lòng. Hơi dễ xuôi lòng cụ thể là sao? Nghĩ là em thì thực sự là cương trực lắm nhưng mà nhiều khi mà nghe người ta nói chút xíu mình có mình làm xui thôi. À. Dạ. Mình... ai ngọt nói vậy lòng liền là mũi lòng liền ha. Dạ. Thế còn chị có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ em sống hòa đồng, thích nghi với mọi cuộc sống. Còn điểm yếu của em á là cũng hay giận hờn. Giận hờn mà giận hờn đúng hay giận hờn vu vơ? Giận hờn đúng. Bạn bên đối phương mà biết sai năn nỉ thì em hết giận, nhưng mà nếu không biết thì em giận tới 10 năm sau vẫn còn giận. Trời ơi, chi mà khổ, để bụng chi cho mệt vậy. Nếu người ta biết là người ta biết lỗi người ta đã xin lỗi mình rồi. Dạ, vâng. Nếu người ta không biết, người ta vô tình người ta lướt qua luôn mà mình lại ôm cái mối hận ở trong bụng là chỉ có một mình. Dạ, mình mệt thôi. Không có hận mà buồn, chỉ buồn. Dạ. Tình trường của anh chị thì sao nè? Mời anh. Cũng nhiều cái sưng xanh, chắc tình trường cũng dày cộm. Thực sự là hồi còn đi học á, em có quen một bạn gái. Lúc mà lớn thì chuẩn bị là hai đứa tí tới hôn nhân á. Nhưng mà bên phía ba mẹ bên bạn gái á, bác phải lấy một anh trai khác, luật sư. Cho nên mình cũng bị sốc về vấn đề đó. Nên từ hồi đó đến giờ là em bị một mối tình đó cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Chừng 25, 26 tuổi. Rồi tới giờ? Để 50 rồi. Rồi có mối tình nào khác nữa không? Em có một mối tình về sau là từng tầm 30. Thì em cũng quen một người nữ đó. Thực sự ra là người nữ cũng đã có gia đình rồi. Chia tay vào một đứa con gái. Được 2 năm mấy em dẫn về gia đình thì hồi đó ba mẹ còn sống. Ba mẹ nói là không có kết hợp được tại vì đã có gia đình rồi. Mới lại một phần hai bên đạo khác nhau. Mà anh là đạo gì? Em đạo Thiên Chúa. À, mà cô gái nó không theo đạo. À. Cho nên ba mẹ không đồng ý. Thì cũng mới 30 rồi giờ tới 50. Bây giờ thì thời gian em đi làm thì công việc có đam mê thì cứ làm xong nó cứ quên thời gian đi. Mà bây giờ mình còn thích bạn đàn bà nữa không? Còn thích phụ nữ nữa không? Trời, dĩ nhiên em thích thì em mới tới đây để đến với chương trình chứ. Có ai bà đồng nghiệp, bạn bè hay gì đó chỗ làm có ai nghi ngờ đánh giá gì về giới tính của anh không? Họ nghĩ mình 50 mà không có tiền, họ nghĩ có một vấn đề, họ nghĩ thẳng ra luôn là họ nghĩ mình là bóng hay là BD. Dạ, nhưng mà bản thân mình khẳng định là mình biết mình không bóng, mình không bóng. Đúng không ạ? Chính xác. Tại vì bây giờ chương trình này rộng mở lắm. Nếu dạ, mà đúng. Anh là giới tính đó em sẽ tìm người giới tính đó em mai mối cho anh thôi. Không, mình cứ thiệt thẳng thắn tính mình sao mình nói vậy. Mình thích phụ nữ. Mình thích. Họ nghi ngờ anh là cũng có cái cơ sở. Dạ đúng. Do anh là làm nghề mình nghệ thuật cho nên lúc nào cũng trao chuốt nè, quất quần áo cũng là lấp lánh thí dụ vậy, rực rỡ, tóc tai lúc nào cũng láng con, thậm chí dầu thơm hay treo mút đúng không anh? Dạ vâng. Đó ra thì trai mình cũng ngọt, gái mình cũng ngọt. Anh nếu mà anh làm trong cái nghề làm MC dạ, mà dẫn chương trình mà hát với nhau nữa thì có rất nhiều cô, rất nhiều bà. Mà tại sao không ai ngắm nghĩ anh hay là anh không để ý ai hay sao? Thật sự là có. Đó. Có vài người cũng nói chung là cũng bảo em là sống với chị đi rồi chị chăm sóc rồi chị nuôi. Thật sự là em chỉ đam mê công việc chứ không đam mê cái đó. Rồi, tạm tới đó đi ha. Dạ vâng. Rồi, dạ mời chị. Dạ em có một mối tình gọi là kết hôn rồi. Em có một bé năm nay 24 tuổi. Wow, bé gái hay bé trai? Dạ, gái ra trường rồi. Ra trường rồi, giờ bé sang sống chung với mình luôn hay dạ, sao? Dạ, bé sống chung với ba, chia tay thì cũng 19 năm. À, chia tay 19 năm rồi. Vậy chắc anh ấy cũng có gia đình mới rồi chứ hả? Anh ấy có gia đình mới, có con rồi. À. Mình sống với nhau được bao lâu? Dạ, sống với nhau được 5 năm. Lý do sao chia tay vậy chị? Và nói chung em thì lúc đó cũng còn bồng bột. Thì anh lớn hơn em 8 tuổi. Thì lúc hai người lấy nhau thì cũng giống như là say nắng vậy đó. Không có yêu nhau lâu, trong vòng 1 tháng thôi. Thế từ đó đến nay cũng gần 20 năm. Chị được có trải qua thêm bao nhiêu mối tình? Dạ, em cũng có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em quen cái anh bạn trai thì anh cũng có gia đình rồi mà em không biết. À. Sau khi em phát hiện ra 1 năm sau, chưa tới 1 năm thì em chia tay. Rồi. Thì... Có nghĩa là người ta gạt mình, ta không cho mình biết, ta giấu. Dạ đúng rồi. 6 năm sau thì em quen tiếp lại mối tình nữa thì anh đó thì ghen quá. Chị làm cái gì mà bạn trai chị ghen? Anh ghen vụ gì? Dạ không, anh đó thì là giáo viên. Dạ. Anh thì anh thích người truyền thống vậy đó. Không có thích là đi hát rồi đi, lâu lâu em cũng hay ra em đi xả stress, đi phòng nhảy rồi em nhảy 1 bài 2 bài rồi uống cà phê chơi vui thôi. Dạ đúng rồi. À, sao vậy? Mai mốt anh có bạn gái, có vợ, anh có cho bạn gái anh hát hò rồi tới đi khiêu vũ gì đó rồi anh có ghen tuông anh có cho người ta đi không? Em có một cái này chưa nói nữa. Rồi nói đi. Em làm bên khiêu vũ nghệ thuật đó, em có nhảy nữa. À, cho nên cái đó là va chạm nhiều. Tại em cũng làm thêm cái nghề là MC, có thể nó va chạm rất là nhiều, cho nên cái sự ghen tuông, nếu mà ghen tuông thì thực sự ra là cũng hơi khó. Nhưng mà rồi em ngược lại, em muốn bạn gái em thông cảm với mình, đó là công việc làm. Lâu lâu bạn gái cũng có những cái sở thích gọi là giải trí như vậy thì em có ghen tuông em có cho không? Em hiểu bạn gái muốn làm gì thì không sao, nhưng mà đừng có kiểu như quá đà của mình thôi. Phải biết giữ mình, biết cái giới hạn. Quá đà, đừng có lừa dối người bên mình được rồi. Còn em thì em vô tư lắm. Cô chia sẻ là giờ cô có từng gãy đổ, có con rồi thì anh có ngại không? Tuổi em đã đến tuổi này rồi, cũng không ngại ngùng gì. Nếu mà bé đã 24 tuổi rồi, lớn rồi, tự lo, ra trường tự lập rồi. Nhưng mà quan trọng là bé có đồng ý hay không? Sao chị? Bé vẫn khuyến khích mẹ đi tham gia chương trình nhiều lần. Đó, chị là cũng lớn tuổi rồi đó, mà anh là chưa có con. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi chuyện con cái thì sao? Về vợ chồng sanh được thì cứ sanh. Còn rủi sanh không được rồi sao? Mình sống vậy đến già thôi. Được không? Anh có buồn không? Anh chịu vậy không? Dạ được, em chắc chắn. Rồi mai mốt già ai nuôi anh? Hai người nương tựa vào nhau thôi. Hợp lý luôn. Dạ. Thấy ổn không chị? Nếu như mà tình trạng sức khỏe tốt, kinh tế tốt thì sẵn sàng. Nói chung là cũng tùy theo trời cho đi ha. Dạ. Mình cứ để tự nhiên ha. Cái kinh tế của em thì không cao lắm đâu. Nhưng cuộc sống ổn định không? Dạ, nó cũng ổn, nó bình ổn. Rồi mình dự kiến sau này nếu mà lấy vợ dạ. Rồi mình ở đâu? Dạ, ở nhà em luôn. Vẫn ở nhà dạ. Đó? Dạ, ở nhà gia đình em luôn. Dạ. Rồi ở chung anh chị em đông đúc rồi trời, em dâu chị dâu có vấn đề gì không? Dạ không, bây giờ nhà em chỉ còn có em, một người chị, một người anh thôi. Ủa chị có đạo gì không? Dạ em đạo Phật. Rồi ví dụ lấy ảnh rồi có phải theo đạo Công giáo có theo được không? Dạ không có sao. Không có sao. Ba mẹ em mất rồi bây giờ không sao hết. Bây giờ em thì dễ lắm. Giờ đạo hai người đó giữ cũng được. Dạ, đạo nào thì quan trọng là cái tâm của mình để có yêu nhau hay không, dạ, có muốn chia sẻ nhau hay không, có chung thủy yêu nhau, tin tưởng nhau không. Vậy thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi đó. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào nè? Chị muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người đàn ông là chung thủy. Biết chia sẻ công việc gia đình. Rồi. Còn sống có trách nhiệm. Rồi. Thế còn anh muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, em thích một người bạn gái là đơn giản, không xe xua, sống chân thực, chung thủy. Nếu mà có mái tóc dài em khoái rồi. Rồi. Cho em mượn cái hình của chị coi. Đây, chị tìm đi. Ở trong này có ảnh ở chổng á. Một tấm thôi, tìm đi, rồi tưởng tượng đi. Hình dung cổ trong này có đủ nè, tóc ngắn có, tóc dài có, tóc đen có, tóc nhuộm có. Vậy anh thích ai? Áo đỏ. Tại sao anh lại chọn áo đỏ? Tại vì em nhắm cái tuổi. Anh hình dung bây giờ bên đây cổ đang bận áo màu gì? Tóc cổ đang như thế nào? Áo màu kem, trắng kem. Trắng kem? Sao không chọn cô nào trắng kem mà chọn cô màu đỏ? Ở đây đâu có đâu. Đây toàn áo đen, áo đỏ. Cổ tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, chắc ngang lưng chứ. Chắc ngang lưng hả? Ừ. Rồi, giờ là anh quyết định chọn cô áo đỏ đó phải không? Dạ vâng. Rồi, bây giờ còn chị, chọn anh nào? Áo xanh. Áo xanh, tại sao lại chọn anh áo xanh? Chị thích màu xanh hả? Em cũng thích màu xanh nhưng cái gì em thấy anh áo xanh này thì đúng độ tuổi. Đúng độ tuổi. Hai người này chọn người yêu mà chọn theo màu không vậy ta? Cái hình đó nó hơi lâu rồi nha. Cái hình này là cái hình của 20 năm về trước đó. Không, 7-8 năm trước, 10 năm trước. Hình 10 năm về trước á. 10 năm về trước. Còn hình của em là lâu chưa? Hình này lâu chưa chị? Hình của em mới đây. Mới đây? Mới đây. Rồi, bây giờ hai anh chị cứ giữ cái tấm hình chọn của mình dạ, nha. Bây giờ em sẽ mở cửa trái tim ra để mình xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay không nha. Dạ, xin mời anh chị. Em có món hoa cây thắm. Dạ, em cũng em. Cảm ơn. Dạ, em cũng tặng anh quyển sách tựa đề là Hôm Nay Hãy Chỉ Yêu Thôi. Dạ, em cũng gửi gắm cái tình cảm của em vào quyển sách này. Mong anh đọc và... Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Nhẹ nhàng quá, dễ thương quá. Rồi, thôi ngồi xuống đi. Dạ vâng. Rồi bây giờ mình coi lại tấm hình coi mình chọn sao nè. Đây. Hồi nãy em tính lựa tấm này đó. Rồi sao tính vậy rồi còn sạc? Tại vì em nhắm thôi cái tuổi của bạn gái bên kia thì em nhắm người áo đỏ. Còn chị cũng sai luôn. Ảnh đâu? Tại vì cái tấm tấm đó mình chụp nó hơi bị lâu đó. Dạ do anh chụp lâu quá nên em đoán độ tuổi thôi. Nhưng mà giờ cảm xúc đầu tiên khi mà em mở cái cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh chị lần đầu tiên thấy mặt nhau là như thế nào? Dạ anh cũng đẹp trai. Dạ cảm ơn. Làm hát với nhau chắc là hát hay đúng không? Dạ vâng. Em khó không? Em hát thì kia cũng được. Thôi bây giờ được thì làm tặng cô một bài đi. Nhưng mà thật sự em chỉ thuộc thích hát bolero à? Bồ nhạc gì cũng được. Dạ nghe anh hát không chị? Dạ. Rồi mời anh. Em hát tặng chị Cát Tường và tất cả quý vị và bạn một ca khúc rất dễ thương, Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Rồi mời anh. Tôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xưa, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu em hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiếm bao. Sao cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Dạ anh hát hay ống. Ok, Tường sẽ mời hai anh chị chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sắm nhé. Và anh chị sẽ có những thời gian để trò chuyện trực tiếp với nhau. Tường ra ngoài một chút xíu thôi, Tường sẽ quay lại ngay. Dạ, cho anh chị cái không gian riêng với nhau nhé. Dạ. Tường mời hai anh chị sẽ thưởng thức những cái món ăn của nhà hàng rất là ngon, rất là đặc biệt và rất là bắt mắt nha. Đây là món bánh bao kim sa nè, rồi xôi gà trân châu trứng muối, rồi chân gà hấp tàu xì nữa. Mời anh chị. Xin mời Hiền. Dạ, em mời anh. Hồi nãy anh nói anh làm việc ở đâu? Em nghe chưa rõ. Anh làm cũng chạy nhiều nơi, ở đâu cần thì mình đến. Anh làm nhiều địa điểm. Ừ, thì cái nghề của anh mà. Nghề này nói chung là bôn ba. Nhưng mà anh chỉ làm trong thành phố thôi. Dạ. Chứ ít khi nào ra ngoài, bên ngoài em dùng chứ. Dạ, mời anh. Anh thấy em sao? Không, em nhìn em đầm thắm, phúc hậu dễ thương. Dạ. Khi mình nhìn vô rất là có cảm tình. Em thấy anh chưa lập gia đình thì anh có ngại về vấn đề em đã có gia đình thì cũng như anh đã nói, nếu mà có con thì càng vui. Quan trọng là em sống tin tưởng nhau. Em thích đi hát, rồi em thích đi khiêu vũ, anh không cấm. Đây là các sở thích của mình mà, mỗi người có một sở thích. Em sống rất là chung thủy. Anh cũng vậy, không có. Cái đó là cái đam mê của mỗi con người thôi. Em muốn đi đây đó thì em phải hỏi anh có vô tư, không có nói gì hết á. Không, nếu như mà em có gia đình thì em thích đi vui chơi với lại người yêu mình hay chồng mình chứ không. Thật sự là anh cũng em biết khiêu vũ thì đây cũng biết khiêu vũ thì nó cũng dễ. Dạ em chỉ biết thích thôi chứ còn giỏi thì em có giỏi không. Do là em chỉ có học để biết thì cho. Nói chung là thể thao đúng không? Dạ thể thao. Đúng rồi. Dạ. Cái đó nó cũng tạo được cái sức khỏe cho mình nhiều lắm. Dạ. Nếu anh hiểu được vậy thì là tốt. Thì lúc đầu thì hai đứa mình gặp nhau thì những tâm sự gì tính cách mình phải biết cho nhau. Rồi về sau mình tìm hiểu nhau thì nó mới dễ hơn. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Em nghĩ anh làm trong môi trường đó thì người đẹp cũng nhiều. Nói chung là có, nhưng mà em hiểu không? Nó không phải như em nghĩ đâu. Dạ. Hay anh có ác cảm về cái người phụ nữ đi khiêu vũ? Nó có. Nếu mà ác cảm đâu, anh đâu có làm đâu. Quá là có ăn hồn. MC nói quá rồi, chỉ nghe chứ không ăn được luôn, phải không? Dạ, đừng có ăn hiếp chị nha. Không có, tại vì hai đứa em muốn nói để cho cái nó thông qua thông suốt cái vấn đề đó thôi. Nãy giờ thông được nhiêu rồi? Dạ cũng hiểu nhau rồi. Hơi thông rồi ha. Dạ vâng. Dạ. Thật sự á, mình cũng từng trải, mình sẽ hiểu được nhau, mình sẽ cảm thông với nhau được nhiều hơn. Dạ. Cái tuổi mình ăn thua là sự chân thành, đúng không anh? Đúng anh. Chứ bây giờ mà giấu giấu giếm giếm nó mốt cũng lòi ra hết là cũng không có được. Thà mình nói trước ngay từ đầu. Anh muốn người ta thông cảm hoàn cảnh của mình, thế thì anh có sẵn sàng để mà cảm thông được cái hoàn cảnh của cổ chưa? Những vấn đề mà bạn gái đã có gia đình và đã có con lớn rồi thì em vẫn chấp nhận. Quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Rồi. Hôm nay quan trọng là cái buổi hẹn hò này là có con gái của cổ đi theo. Dạ vâng. Bây giờ Tường sẽ mời con gái của cổ vào để cho ít nhất là mình cũng gặp mặt nhau, mình chào hỏi một câu. Dạ vâng ạ. Lúc đầu em lo nghĩ là em sợ đó. Con gái em hiền. Dạ không, ý là sợ bé, có nghĩa là thương mẹ rồi không muốn cho mẹ xa mình. Bây giờ người thật việc thật, xin mời con gái vô đây con ơi. 24 tuổi ha, đang sống với bố ha. Rồi, trước tiên là con giới thiệu con tên gì? Dạ con tên là Ngân Khánh. Ngân Khánh, nãy giờ con ngồi ngoài con theo dõi hết cuộc nói chuyện của chú với mẹ hết rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi con phát biểu cảm nghĩ cho cô, nghĩ sao nói vậy cho cô nha. Dạ thật ra thì con thấy là nếu như mà nói về những cái tiêu chuẩn mà mẹ con đưa ra để mà kiếm cái người đàn ông mà bên cạnh mình đó, thì nói chung là cả một cái list rất là dài. Dù sao thì con thấy là nó vẫn có một cái rất là tươi sáng cho cái mối quan hệ này, tại vì cả hai người đều có cùng sở thích chung. Mẹ ở tuổi này thì con nghĩ là cũng đã lo lắng cho con cũng hơn 20 năm rồi, thì con nghĩ là cũng đến lúc để mẹ có những cái niềm vui riêng của mình. Giống như là chú cũng có lo lắng là không biết là con gái thì có sợ là có giữ mẹ hay không. Dạ, đúng thì con lại quan điểm khác là thật ra là khi mà mình yêu thương người nào đó nhiều á là mình để cho người đó sống hạnh phúc thì nó mới là yêu thương. Nếu mà mẹ đồng ý với chú thì con vẫn sẵn sàng thôi. Chú có lời nào muốn nói với con gái không? Trước tiên chào bên Khánh nhé. Dạ. Chung là hai bên đều có một cái sự hòa hợp nhau. Chú nói thật là cái công việc của chú với lại cái tính cách mẹ với con thì nếu mà đồng ý thì đồng ý, còn không đồng ý thì cái đó là cũng được, là có niềm vui làm bạn bè, rồi thêm một người bạn là tốt thôi, đúng không con? Dạ đúng. Bây giờ con có muốn nhắn nhủ gì với mẹ không? Trước khi một chút xíu nữa mẹ sẽ đưa ra quyết định của mình. Dạ thì mọi quyết định là vẫn là do mẹ, có cơ hội thì cứ thử thôi. Cảm ơn con nha. Dạ, rồi con chào đi. Bé nói rất là đúng, cơ hội là của anh chị, với lại anh chị cũng có tuổi hết rồi. Quan trọng là cảm xúc, sự chân thành, và quan trọng là hai người cảm thấy mình có phù hợp với nhau hay không. Dạ. Nếu hợp là nó hợp, mà không là nó không thôi. Em có một cái suy nghĩ, nếu mà hai vợ chồng đồng lòng với nhau, thật sự là bất cứ việc gì cũng thành hết. Đúng rồi, đúng. Rồi sự nghiệp mình cũng lên. Dạ. Bây giờ tôi sẽ thấy mặt chương trình tạo cho anh chị thêm những cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn, mình cảm thấy thân thiết hơn. Dạ mời anh bóc một lá bài, đọc lớn lên những yêu cầu ở trong này. Anh hãy tô thêm son môi bạn gái. Anh hãy tô son vào môi bạn gái. Dạ. Và đó giờ có làm điều này cho ai chưa? Cái này thì thật sự là em chưa bao giờ em đụng tới. Hay là hôm nay mình có cơ hội đụng tới. Anh nhắm anh làm được không? Dạ được. Rồi xin chương trình cho một cây son đi ạ. Trời ơi. Rồi anh qua bên này và anh tô son cho cổ đi ạ. Xin phép Hiền cho mình. Cái tay cầm cái son cũng điệu nghệ dữ ha. Giới tính rõ nét ghê vậy đó. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Bây giờ mời chị. Đọc lớn giùm em đi chị. Em hãy tự tay test kiểm tra độ men của bạn trai đối diện. Trời ơi, tự tay kiểm tra, không biết kiểm tra cái gì luôn. Mời chị qua bên đây. Làm gì đó chị em không biết mà chị tự tay kiểm tra độ men của ảnh. Chị muốn làm gì chị làm. Mình bước qua đây đi chị. Ảnh mới vừa qua bên mình rồi, mình qua lại. Làm sao đây? Tự tay test độ men của ảnh. Chứ hồi nãy ảnh cầm cái son cho chị, cái tay ảnh đánh son vậy nè. Đó, chị test đi. Với okay, kinh đúng, nghiệm của chị. Rung quá cầm. Vinh cầm cục, chị Vinh cầm vậy. Cơ bắp rồi. Được không? Được. Vậy thôi hả? Kiểm tra cơ bắp là biết men đó hả? Em. Trời, chị sai lầm rồi. Thiếu gì anh cuồn cuộn mà không có men đâu nha. Thôi bây giờ vậy. Anh là có làm thêm nghề tay trái là khiêu vũ. Chị thích đi khiêu vũ, hồi đó vì đi khiêu vũ mà bạn trai ghen chia tay. Bây giờ hai người thử dìu nhau làm một điệu gì đó thử coi được không? Mình đi rumba ha. Rồi mời anh chị, đó sân chơi này dành cho anh chị. Anh tự làm nhạc luôn nha. Hay quá. Trời, không phải không cần nhạc luôn, nhạc từ trong đầu ra luôn, ghê thiệt. Quá xuất sắc. Con gái ngồi ngoài thấy đẹp không con? Quá đẹp luôn ha. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, tuyệt vời anh chị ơi. Trời, em nổi da gà hết trơn nè, trời ơi là trời. Hồi trẻ em cũng đam mê đó, em muốn lớn lên xíu á. Có tuổi là em cũng đi khiêu vũ rồi, em cũng nhảy vậy đó. Mà giờ em lớn lên em không có làm được. Tại vì cái này niềm đam mê của em. Đúng rồi. Vậy nhưng mà trùng hơi khớp với cái niềm đam mê của cổ luôn. Thì bạn gái này rất đẹp. Thôi trước mắt là Tường chúc mừng anh chị. Bây giờ là giây phút hai anh chị lắng động. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đưa ra cái quyết định của mình. Là có bấm chương trình chỉ tạo cho anh chị một cái cơ hội thôi. Còn nắm bắt hay không là quyền của anh chị. Mình thật sự cần điều gì ở đối phương. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu anh chị quyết định chọn nhau để tìm hiểu, để đi xa hơn thì anh chị cùng bấm nút. Nếu anh chị cảm thấy là đây chỉ mới là một người bạn thôi thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm và mình nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Tại sao chị không bấm? Em cũng xin lỗi anh là vì em chưa có cảm xúc gì. Ok, không sao. Chúng ta có thể làm bạn. Ok. Nếu mình cảm thấy ưng thì mình hòa hợp mình bấm. Nhưng mà anh vẫn thích anh bấm. Đúng rồi. Tại vì anh cảm nhận em là người rất là hiền dịu. Dạ. Mà chân thật. Dạ. Nên anh cảm nhận được cho nên anh bấm. Phần em nếu mình không bấm thì mình vẫn là bạn bè thôi. Thật sự người phụ nữ khó hơn người đàn ông. Dạ, đúng. Trải qua càng nhiều cái đau khổ, những cái thăng trầm, những cái mất mát, họ lại càng dè dặt hơn. Dạ. Em rất là buồn luôn. Tại vì em thấy cặp đôi rất là xứng đôi, rất là dễ thương. Nhưng mà anh chị không bấm nút là Tường không có hoàn thành trách nhiệm làm mai mối của mình. Tường rất buồn. Nhưng Tường phải trân trọng cái quyết định của anh chị. Thôi thì hôm nay chúng ta chỉ là bạn. Nhưng biết đâu trên cái con đường làm bạn đó chúng ta vẫn có nhiều cơ hội. Bây giờ là có thêm một người bạn để khiêu vũ nè. Dạ vâng. Rồi biết đâu vậy anh cho chị địa chỉ đi tới những chỗ anh làm chơi. Rồi xin mời hai anh chị. Mặc dù là mình không bấm nút hẹn hò, chúng ta vẫn có thể là bạn nhé. Vậy Tường thay mặt chương trình gửi tặng chị một phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Eureka đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thôi thì bà Mai sẽ cố gắng ở tập sau nhé. Chúc hai anh chị sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em cũng chúc anh như vậy nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh Mai TV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm và 20 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng. Tạo điều kiện thoải mái. Trời, ba mẹ tâm lý quá ha. Quang, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi, một kết. Những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không. Đâu để... quản lý được rồi, em nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Tròi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Chị báo em một tin nè, em ổn không? Em ổn không? Ồ, mấy ngày này em ổn. Tinh thần ổn không? Tịnh ổn luôn. Nhìn xuống cánh trái chị không ổn, chị đang chào sóng chương trình, chị nhìn xuống chị thấy má chị hết ổn á. Trời, giờ sao hai chị mình xuống chào chứ giờ biết sao giờ xuống đi chứ giờ sao. Trời ơi, má Hồng Nga, má con kêu một tiếng xém chút má táo té gì nè. Má đi đâu vậy? Má vô thăm hai đứa con hả? Nữa thăm hai đứa, nghe tụi bay thang quay nè, tao coi biết ngồi chỗ này là chỗ nào không? Chưa thì chưa biết, nhưng mà giờ vậy đây nè. Sao tao ngồi vô đây thì ai kêu tao làm gì tao làm nấy. Bậy, có đâu, cái này không phải chương trình hài đâu, cái này chương trình tụi con làm mai mối. Mà má ngồi cái chỗ này là má ngồi cái vị trí của phụ huynh. Phụ huynh mộ mẹ ơi, phụ huynh mộ mẹ ơi. Cái gì vậy? Trời ơi trời, tôi run, tôi chịu không được đâu. Run làm gì run, là phụ huynh làm gì run? Không phải sao, là tại vì hồi đó giờ chưa nghe cái vụ này. Bây giờ con hỏi thiệt nè, là hôm nay má tới đây là má đi với ai? Con đứa à? Một đứa là ai vậy? Con tôi mà giờ nó cũng chưa lợi nữa. Con má hả? Thông cảm. Bây giờ má ngồi đây, má nhìn lên sân khấu. Nhiệm vụ của má ngày hôm nay là coi ở trên sân khấu sẽ có là 2 cậu con trai 2 cô con gái, trong đó có thể có con trai của má. Rồi má lên đây má chọn dâu được chưa? Rồi bây giờ má ngồi coi vui vẻ nha. Dạ chút xíu nữa cái nào hay tao vỗ tay được không? Dạ được rồi, hay vỗ tay. Khúc nào hay là tụi con hỏi ý kiến má nha. Rồi con cảm ơn má. Xin quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Kính thưa quý vị, và theo như thường lệ thì bây giờ chúng tôi sẽ đến với sự có mặt của 2 chàng trai đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho 2 chàng trai của chúng ta. Chần chờ gì nữa, 2 bạn nữ xin mời. Wow, tôi vẫn đang còn nôn nao lắm. Bây giờ cho tôi hỏi 2 chàng trai của tôi hôm nay, ai là người nhà của má Hồng Nga? Em là người nhà của má Hồng Nga. Em? Dạ. Rồi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin chào chị Cát Tường, xin chào Hứa Minh Đạt. Em tên là Quách Quang. Hiện tại bây giờ là Quang đang là chủ của một tiệm yến và 2 quán cà phê. Em ở Sài Gòn. Em đang sống với ai? Em đang sống với lại gia đình. Và em cũng sống một mình. À, sống một mình. Em sở thích của em thì không có gì hết đó, ngoài là thích kim cương. Thích kim cương? Thích kim cương. Hả? Dạ. Trời ơi, chiếu quá, tài nó chiếu quá quý vị ơi. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm. Nó giàu lắm hả má? Năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay em 38 tuổi rồi. 38 tuổi? Dạ. 38 tuổi, ông chủ công ty, chủ mấy quán cà phê, hột xoàn lấp lánh mà sao giờ hôm nay còn lên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nó hơi căng à. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Tròi 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Tròi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Tròi 2 trong 1 mới. Bạn nữ ngồi ghế màu xanh cũng là hot nè. Giờ em tự giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh, em chào tất cả mọi người đang xem đài và tất cả mọi người đang có trường quay. Em tên là Nguyễn Tố Yên, năm nay 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là mẫu ảnh, em có kinh doanh và em cũng nhận quay các TVC quảng cáo. Xinh quá trời luôn. Bên đây hot girl lắm á Tường ơi. Hot luôn hả? Dạ. Ưu tiên phụ nữ luôn đi, cô ở ghế đỏ luôn đi cưng. Đạt. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Thy, năm nay 24 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là trợ lý phó tổng giám đốc và cũng hỗ trợ một phần pháp lý ở trong công ty chuyên về lĩnh vực logistics và kinh doanh nhiên liệu. Mai Thy là mình ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ, hiện tại thì em đang ở quận 7 chị. À, ở quận 7. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ đúng không? Dạ. Bây giờ đến chàng trai của tôi, chàng trai còn lại ở vị trí màu đỏ, em giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và 3 bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả ở dưới trường quay. Em là Lâm, sinh năm 89. Hít thở vô chưa? Em đang làm việc và sinh sống ở bên ngoài Đồng Nai ạ. Ở bên ngoài Đồng Nai. Dạ. Em đang làm công việc gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và có kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cho gia đình ạ. Ngoài ra còn làm thêm gì khác nữa không? Có kinh doanh xe máy thôi ạ. Kinh doanh xe máy là sao? Tức là mua bán xe cũ á chị. À dạ. Lâm thì có điểm mạnh điểm yếu gì em? Em điểm mạnh thì là người thân thiện, biết lắng nghe, biết chia sẻ và có biết nấu ăn ạ. Biết nấu ăn nữa. Dạ, biết chút chút ạ. Chút chút. Dạ. Rồi hiện tại là đang sống với ai? Em đang ở một mình ạ. Em ở riêng, có nhà riêng ạ. Ồ, vậy ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em cũng ở bên ngoài luôn, nhưng mà chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng. Ủa gì dạ. Kỳ vậy? Chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng? Tạo điều kiện thoải mái. À dạ. Trời, ba mẹ tâm lý quá ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa, là không biết uống bia và uống rượu. Không uống chút nào luôn hả? Dạ, một chai em xịn. Một chai xịn? Dạ. Trời đất ơi, vậy rồi ba mươi mấy năm nay rồi, thí dụ như tụ tập bạn bè rồi tất niên rồi cuối năm là coi như ngồi nhìn người ta thôi đó hả? Cũng cho có tụ thôi hả? Đưa lên và hạ xuống. Cũng hay ha. Dạ. Cũng rất là đặc biệt ha. Đó là những ưu điểm, khuyết điểm của bạn Lâm ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Rồi bây giờ thì tôi xin quay lại chàng trai ở vị trí màu xanh. Quang, điểm dạ. Mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai. 24 chai. Trời ơi. Một kết. Điểm yếu của em là nhậu vô là khóc. Ủa gì kỳ vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà khóc? Chuyện tình cảm. Tại vì điểm yếu của em là em sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn. Khi mà mình buồn hoặc là bất cứ những gì đấy thì em cứ nóc cho xỉn thật xỉn rồi xong em về em ngủ. Tôi không thể nào tin được một cái thân thể, một cái tướng nó nhỏ gọn gàng như vậy mà quất một lần mà cả thùng bia. Đạt ơi, em không có cửa nha Đạt. Cái gì vậy? Em dòm đi cái tướng gì mà quất lần thùng bia, quất vô khóc. Có bạn ơi, Đạt có bạn ơi, bạn nhậu ơi. Nhìn gương mặt đó là thân quen, đó là quen thuộc, em đã gặp rất nhiều lần rồi. Dạ, là một diễn viên, là một ca sĩ nhiều lắm. Mà sao bây giờ kinh doanh vậy ta? Em hạn chế lại nghệ thuật. Lâu lâu thì mình cũng tham gia lại, mẹ cũng theo nghề. Lâu lâu nhồi lên một tí xíu rồi xong lặn xuống lại. Em hãy nói điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Em cảm thấy điểm mạnh của bản thân em là hòa đồng, nhiệt tình, hết mình. Còn điểm yếu của em thì chắc là em dễ tin người. Nói chung là dễ bị lừa. À, em bị lừa nhiều lắm đúng không? Dạ, cũng khá nhiều. Khá nhiều luôn. Tiền bạc hay là về tình cảm? Dạ, đa số thì mặt nào cũng đã từng bị lừa rồi ạ. Sau những lần em bị lừa như vậy thì em có kinh nghiệm gì không? Em nghĩ là chắc là được một chút, nhưng mà nếu mà bây giờ vẫn khả năng bị lừa tiếp. Và có một điểm yếu là em bị hay tự ti, tại vì bản thân em kiểu cầu toàn á, giống như em tự đặt ra cho bản thân những cái cột mốc, nhưng mà khi mà em đạt được những cái cột mốc đó rồi thì em kiểu đặt thêm những cái cột mốc khác nữa và không bao giờ cảm thấy bản thân mình tự tin với những thứ mà mình đang có. Lúc nào mình cũng phải muốn mình hơn nữa. Tham vọng. Dạ. Bé đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ. Bây giờ là hai chuẩn đàn ông là không biết nhậu với biết nhậu, là đối với em cái nào mới là mạnh? Em thấy thì cả hai cái em đều xem đó là điểm mạnh á. Vì em ba phải vậy. Mình chỉ chọn một chứ sao hai cái mà cái nào cũng mạnh. Em biết tại sao bây giờ hỏi em câu đó không? Dạ. Tại vì có những người ta đến chương trình quan điểm người ta rất rõ ràng, không thích bạn trai là nhậu nhẹt rượu bia. Dạ. Thì có nghĩa là cái người mà không nhậu nhạt rượu bia đối với người ta là điểm mạnh. Nhưng mà có những người ta tới đây á, người ta muốn có một người bạn trai mà cũng là một cái người bạn nhậu luôn, để về ngồi nhậu với ba người ta dưới quê á, hoặc là chiều chiều tối tối buồn buồn hai đứa nhậu với nhau. Thì cái đó cái người nhậu là điểm mạnh. Dạ. Không thể nào cả hai đều là điểm mạnh hết trong một con người. Chị hy vọng ở em nè, em trả lời thẳng thắn cho chị, em thích người biết nhậu hay không biết nhậu? Bạn gái ở ghế màu đỏ. Theo quan điểm của em á, thì em thích bạn không thích nhậu. Không biết nhậu thì nó tốt cho sức khỏe. Còn nếu như mà những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần, với lại mình quản lý được cái kiểu như cái cảm xúc mình không đâu quản lý được rồi. Em nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu. Em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, thích quan tâm chăm sóc người khác. Em cũng có thể sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua vấn đề về tình trường. Chuyện bạn này chắc dài lắm, tôi hỏi chuyện bạn Lâm trước. Lâm, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi. Kể cho chị nghe sơ bộ coi nó như thế nào. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu từ năm nhất đại học, gần 7 năm rồi. Thôi, mối tình dài 7 năm, rồi sao chia tay cưng? Do áp lực gia đình bên bạn nữ, gia đình bạn nó định cư nước ngoài hết rồi. Không muốn bạn quen bạn trai đây. Là muốn đi luôn. Dạ, em cũng cố gắng để cho bạn hiểu. Nhưng mà bạn ấy thì rất là thương cha mẹ, nhiều khi cũng chiều theo cha mẹ. Đến nỗi là mỗi lần mà gặp nhau đi chơi là phải có một bạn đến đón bạn đó đi, chờ đến cái chỗ tụi em hẹn á, rồi em mới chờ bạn đó đi ăn đi chơi. Tình yêu nó cũng khổ quá ha. Rồi cuối cùng là bạn đi luôn rồi. Bây giờ đang định cư ở nước ngoài rồi. Rồi xong luôn rồi. Chia tay cái mối tình đó thì phải mất bao lâu mình mới bình ổn lại được em? Khoảng 1 năm rưỡi ạ. Có nghĩa là khi bạn nó đi luôn thì mới chấm dứt chia tay đúng không? Dạ không ạ. Tụi em chia tay thì khoảng tầm vài tháng sau thì bạn lấy chồng. 2 năm sau là bạn đi nước ngoài. 7 năm trời tuổi thanh xuân ha. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ là tìm hiểu 6 tháng thôi ạ. Kiểu như là cũng mới nên là cũng chưa dám góp ý nhau nhiều á, nên nhiều khi có những cái không hiểu nhau nên là chia tay ạ. hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc, tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Nhưng mà nếu hôm nay em có bạn cái mới là em phải thôi đó. À dạ vâng. Được không? Dạ được. À được. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một người có tính tự lập, có lối sống hiện đại một chút, chơi cũng biết chơi, làm cũng biết làm, nhưng mà mình chơi mình không bị cuốn quá. Dạ. Đó là giỏi việc nước đảm việc nhà. Việc nhà cũng không cần đảm lắm rồi. Không cần đảm việc nhà. Ủa vậy thì ai làm việc nhà? Em có suy nghĩ là chia sẻ công việc, không nhất thiết là người vợ là phải nấu cơm, quét nhà, giặt giũ các thứ chăm con. Và nếu có điều kiện nữa thì mình cứ việc thuê người em ha. À dạ vâng. Đúng rồi, mình có điều kiện mà bắt vợ mình làm chi cho nó cực. Đúng không cưng? Dạ, đồng ý. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn gì về người vợ nữa không? Cao, thấp, mập, ốm, mặt mày, vóc dáng ra sao? Cao cũng chỉ khoảng tầm 1m6 đổ lại thôi ạ, chứ không cần cao lắm đâu. Biết ăn mặc chút xíu ạ. Dạ, cho vợ mặc model thoải mái. Ví dụ hở xíu được không? Xíu thoải mái luôn chị. Thoải mái luôn. Đừng có lố quá được rồi. Wow, dễ sợ nha. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc, em chia tay cái mối tình thứ hai cách đây bao lâu rồi? 3-4 năm rồi. Vì cái nguyên nhân gì mà đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy mà 4 năm trời nay vẫn ế hôm nay tới với chương trình? Theo như mọi người nói thì em nhìn em không được thẳng rồi. Không được thẳng rồi. Giới tính không được thẳng. Mà em có thấy em thẳng không? Em thẳng. Em thẳng. Làm sao để chị biết là em thẳng? Thì giới tính của mình mà mình phải xác định được chứ chị. Em nghĩ nguyên nhân gì mà thiên hạ nghĩ rằng em không thẳng? Do em ăn mặc chỉnh chu nè, hoặc là em không bia rượu, và cũng lâu lắm rồi em cũng chắc không thấy em chở bạn gái ra ngoài đường. 80% là nghĩ em như vậy, còn 20% thì nghĩ em là có bạn gái nhưng không công khai hoặc là giấu. Tại vì chị cũng hơi hoang mang lắm. Vậy em xin lỗi em nha, tại vì chị là mai mối mà, chị phải khơi ra để cho hai em gái bên kia nghe mà phân tích. Thôi chị là phải soi. Dạ, thì bây giờ bạn này mà ngồi ngay cái tầm ngắm mắt của chị luôn nè, là chị thấy chị có vẻ là em có một cái điều chỉnh gì nó nhẹ nhàng trên gương mặt nè. Chỉnh nhẹ. Chỉnh nhẹ. Tại sao? Tại sao? Hả? Đó, nếu mà thanh niên thì mắc gì mà phải đi chỉnh nhẹ trên mặt để làm gì? Em thì là người trọng hình thức, thích cái đẹp. Với lại mẹ em cũng là người như vậy. Cái sửa mũi này là mẹ em là cái người mà cho em ý tưởng. Không, cái mũi thì chị nghĩ là ví dụ như mình không đẹp, mình chỉnh đẹp thì chuyện hợp lý đi. Nhưng mà còn cái lông mày nữa, cũng có một cái sự chấm phá nhẹ nhẹ. Lông mày thì là bạn em làm về thẩm mỹ nhiều lắm, nên là nó cứ tác động thôi, rồi tụi nó làm cho em thôi. Vậy là em cũng phải có nghiêng nghiêng ngã ngã làm sao chứ. Thường mà chị thấy trai mà thẳng là ví dụ giờ biểu Đạt đi xăm chân mày. Dạ. Xong này em mỏng quá đi xăm chân mày đi. Thôi chị. Sao vậy? Em cũng chưa muốn hoàn mỹ lắm. Tại vì em đã có vợ rồi, em không đẹp. Nhưng mà em là người của công chúng mà. Nhưng mà em đẹp vậy là đủ quyến rũ vợ em rồi, đẹp hơn nữa, nhiều người quyến rũ, nhiều người nữa đó là không thấy hay. Chưa thấy người đàn ông chân chính chưa, nên chị cũng đang nghi ngờ giới tính của em nha. Em nghĩ là thích cái đẹp thiệt tình, đẹp trai. Người ta có mối tình 7 năm mà chị, 7 năm mà ta bỏ đó, ta lấy thằng khác đó. Tại vì địa lý thôi là phải. Không đâu có địa lý đâu, không có địa lý đâu, đi nước ngoài. Trời ơi. Thôi không sao, hai em gái tự khám phá nha. Sao chị... thẳng ngoài vậy, xem thằng thẳng ngoài vậy. Căng thẳng. Bây giờ chắc chắn là thẳng không? Thì em thẳng quá vậy. Thì em chắc chắn không? Chắc chắn. Đó rồi, chắc chắn. Rồi cô gái màu đỏ đi nè. Em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ em chưa có mối tình. Chưa có mối tình nào hết. Tôi không tin. Tôi không tin. Thiệt ra thì cũng có bạn thích em, cũng có người theo đuổi khoảng hơn 2 năm. Nhưng mà em cũng chưa thấy phù hợp, cũng chưa thấy thích bạn. Theo đuổi em 2 năm em không đồng ý. Rồi xong rồi cái chàng trai đó lẳng lặng rồi, im lặng rồi biến mất luôn hả? Hay sao? Dạ đúng rồi anh. Hồi đó tới giờ mình phải có cái tình cảm với người khác giới chứ. Dạ có, thì em cũng có đơn phương 2-3 người. Nhưng mà kiểu tính của em thì em không có chủ động. Em thích người ta thì em cũng không có thể hiện gì hết. Xong cứ tự thích rồi tự hết vậy anh. Mẹ em cũng hồi xưa cũng có coi cái chương trình của anh với lại chị Lâm Vĩ Dạ. Anh thấy là chị Lâm Vĩ Dạ theo đuổi anh á, thì cũng cứ xúi em là bây giờ thích ai thì cứ là người phụ nữ phải chủ động đúng không? Dạ, cứ đi mời đi uống cà phê đi, rồi xong rồi cứ nói em thích anh, em thích anh, nói đại vậy đi. Là phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm. Em cũng hy vọng là hôm nay em có thể tìm được một người để ra về chung. Hy vọng ngày hôm nay anh sẽ giúp cho em làm được cái điều đó ha. Rồi tìm được người ra về chung. Vậy là mẫu người đàn ông em thế nào nè? Dạ mẫu người đàn ông về ngoại hình thì em thích bạn nam cao một chút xíu, khoảng 1m75 trở lên. Vì em cũng hơi cao. Về tính cách thì em thích bạn vui vẻ, hòa đồng với lại hài hước một chút xíu. Em cao mét mấy Lâm? Em 1m71 ạ. 1m71. Quang cao mét mấy? Em 1m75 hả? 1m75. Trời sao vừa đúng chuẩn vậy, giống như ngồi nghe người ta nói rồi mình nói lên cái chuẩn mình vậy. Quang ơi, trải qua bao nhiêu mối tình rồi có nhớ hết không? Nếu em nói một mối tình chị tin không? Tin chứ chị thì rất là tin người. Em có một cái câu hỏi này em muốn đặt cho chị Tường nè. Hả, tự nhiên đặt câu hỏi cho tôi vậy? Nếu người đằng trước là người chị yêu và người phía sau là người yêu chị, và người phía sau luôn âm thầm, luôn làm tất cả mọi thứ vì chị và có thể khóc vì chị, nhưng người đằng trước chỉ tạo cho chị tiếng cười thôi, thì chị nhìn thẳng hay chị quay đầu? Chị nhìn thẳng không mà, chị ít khi nào quay lại lắm. Chị nhìn thẳng. Còn cái người mà đằng sau lưng mà luôn theo dõi chị, giúp đỡ chị, thì đó là nhiều khi cái nghiệp của người ta phải làm. Cái người phía sau đó chính là yêu đơn phương. Chính xác. Sao? Tụi em là ba đứa bạn thân với nhau, bạn nữ đó yêu bạn kia, và bây giờ là ba người chỉ là bạn thân với nhau thôi. Ba đứa không, cuối cùng sầu quần không được đứa nào hết. Đúng rồi, không được đứa nào hết. Và bạn nữ đó có quay lại với em, nhưng mà thà em chờ đợi. Chờ gì? Em chờ đợi và em cô đơn. Cái điều mà em cần nhất đó là sự an toàn và sự bình yên. Ba đứa chơi thân nhau rồi xong hai đàn ông nó cứ sầu quần. Hai bạn nói là bây giờ là quen nhau xong và chia tay nhau rồi, và em không thể nào em quen bạn nữ đó được, tại vì tụi em là bạn thân với nhau. Nó rối quá vậy. Nhưng mà em còn đau khổ không, hay là cứ là đau khổ là nhậu một thùng xong ngồi khóc? Thì ngồi khóc thì nhớ là những cái kỷ niệm đẹp của mình thôi. Không, mà chị thấy cuộc sống nó không nên là như vậy. Cuộc sống mọi thứ nó phải vận động, nó phải về phía trước. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Em phải dứt bỏ những cái gì trong quá khứ thì em mới có thể tới được với cái người. Nếu mà không có quá khứ thì làm gì mà có tương lai được chị. Nếu mà không nhờ bạn nữ đó thì em không có chí tiến thủ đến ngày hôm nay, và em có được sự thành công ngày hôm nay là nhờ cái bạn đó. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng rồi. Chính xác, nó chỉ là một cái kỷ niệm và một cái ký ức thôi. Đồng ý. Cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân. Yes. Mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không? Bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em, nhưng em không chấp nhận được cái điều đó. Em đang tự làm khổ em vậy. Nó đang tự dằn vặt bản thân vậy. Không, gì tại em còn yêu người ta không? Không phải anh, không phải. Em không dằn vặt bản thân của em. Tụi em là ba người đã chơi thân với nhau. Nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia, không chấp nhận em. Thì bây giờ vì lòng tự trọng chứ, người ta cũng có tự ái. Bạn nữ đó và bạn nam kia đã chia tay nhau. Bạn nữ đó quay về với em, thì em chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó, thì em hoàn toàn hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu, nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người, nếu như ngày hôm nay trái tim em nó có sự xao xuyến, thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á, cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa, em suy nghĩ như thế nào? Đây là câu hỏi khó đó. Không phải chị, nó cũng không khó đối với em. Nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á, thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ, và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Đâu có vô cớ, em không có cớ không có. Nếu mà em đã chấp nhận quay ngược lại với bạn nữ đó thì em sẽ không tới đây để em tìm bạn nữ khác. Hiểu, đó là lý thuyết thôi em. Chính xác. Trên thực tế đó, yêu nhau mốt lấy vợ rồi mà cái cô bạn gái cũ lâu lâu cô cứ điện làm phiền, nhiều khi chiều tối cái em buồn quá anh này kia nọ, đi hoài là vợ chồng tan nát nha em nha. Một khi đi là có ba đứa bạn thân với nhau. Không, mà nếu mà bạn nữ đó muốn, đúng, nếu mà bạn nữ đó muốn thì bạn nữ đó cũng đi cùng với em. Đến với chương trình em đang mong muốn điều gì? Mong muốn tìm một người như thế nào? Em mong muốn tìm được một người mà phù hợp với em và có thể chia sẻ cùng với em về tình cảm. Chị hy vọng là đến một lúc em sẽ gặp được đúng một cái tình yêu đích thực, bởi vì đối với chị tình yêu đích thực là phải từ hai phía, cùng một thời điểm, nhịp tim, cùng một lúc. Rồi em có cái yêu cầu gì về người bạn gái không? Người như thế nào? Em thích thuần túy Việt Nam không? Thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy, hoặc là người ta có câu là hàm răng mái tóc là gốc con người đó. Người mẹ vĩ đại của em ở dưới sống khổ biết bao nhiêu năm đã là một người mà luôn dành tình cảm, luôn thương yêu con cái, và em cũng muốn người phụ nữ đó cũng y chang như người mẹ của em. Đó là tiêu chí của hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ tới Dạ, đó giờ thì em có tổng cộng 3 mối tình, nhưng mà 2 mối tình trước còn thời em đi học, nói chung là kiểu tình yêu nhỏ, tính là dễ thương thôi à, không có bước vào mối quan hệ yêu đương đâu. Chỉ có cái bạn thứ ba, bạn sau ở sau của tình sâu động nhất đúng không? Dạ, là bạn mà em chia tay cách đây 1 năm. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, yêu hơn 1 năm. Mà sao chia tay? Nói về lý do yêu trước nha. Em có kinh doanh thì bạn đó mua hàng của em, bạn đó mua đồ của em bị thu hút bởi những chàng trai mà có cái đặc điểm riêng gì đó. Giống như bạn này, tất cả các trang mạng xã hội của bạn này thì không có up gì hết. Nói chung là hoàn toàn bí ẩn đó. Bạn này nói chuyện rất là hay, rất là cuốn. Bạn này cũng đúng là cái gu mình thích đó. Học cao, hiểu biết rộng, tài giỏi. Nói chung là nên là em mới bắt đầu quyết định bước một mối quan hệ yêu đương với bạn này. Lý do em với bạn này chia tay là chắc là do khoảng cách đó, xa quá, với lại hai người quá bận. Bạn ấy ở đâu? Dạ, bạn đó ở Hà Nội. Và giờ em còn giữ liên lạc với lại anh đó không? Dạ không, em với người yêu cũ sẽ không bao giờ giữ liên lạc với nhau. Chia tay là dứt luôn? Dạ, chưa. Dạ, chia tay xong là block luôn. Thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường. Đó. Và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng. Nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ. Hai mối tình này thì đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc, tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không, hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau. Đó, áp lực ta đang nói chưa xa đó. Hai bên nó trái ngược nhau quá trời luôn á. Đổ hồi hộp với Tường. Đổ mồ hôi á. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông em là thế nào nè? Chững chạc. Chững chạc Quang ơi. Chững chạc, tinh tế. Tinh tế. Dạ. Chắc hỏi thăm người thân đi. Giờ hỏi ý kiến người thân đi nè. Má ơi, nãy giờ má nghe hết từ đầu đến cuối bốn cái bạn này giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là con trai má ha, Quang ha. Dạ. Thì má phát biểu cảm xúc của má là nãy giờ má thấy làm sao? Giờ má phải cho một cái ý kiến là hai cái cô đó đó. Cô này đây hả? Dạ đúng rồi. Cô ngồi ở ghế màu xanh với cái cô ngồi ở ghế màu đỏ. Thì theo như má là cô nào có vẻ là hợp với con trai của má hơn? Cái này đó thì hơi khó cho má đó. Tại vì biết làm sao không? Không có được nhìn được cái cô đó làm sao, rồi cái chưa có được gặp ta tánh tình ta làm sao. Thấy vậy chứ cái nếu mà nói tới cái chuyện tình cảm thì nó rất là khó. Tại vì má khó khăn lắm. Má khó lắm. Bởi vì vợ chồng nó là nó đòi hỏi rằng tới đầu bạc răng long, chứ không phải mình lời lợi cái rồi cho gặp mà chốt liền đi. Chốt liền đi ra liền đó, vậy đó. Thành thử ra là giờ nói hỏi má không biết sao trả lời. Thằng này giờ mày muốn nào mà nói đại đi. Không phải. Hay không ngờ cái gì. Giờ thì mấy anh mấy chị cứ bàn nhau đi, rồi có cái gì mà tôi thấy rằng nó sai quá đó thì tôi nói, chứ còn giờ biểu tôi nói gì tình cảm mà đâu có nói được. Với một cái gia đình đó là tôi luôn luôn nói con tôi là phải như thế này thế này thế này thế này. Tôi không có cho mình đi cái nhậu nhẹt tôi hiểu tôi đói tôi nghe. Không được với tôi rồi. Dạ. Con tôi nó sợ lắm à. Đó. Cảm ơn má. Tao là cũng lo tao đó hết cử rồi. Hết cử rồi, má ngồi coi tiếp coi hồi bữa nay coi kết quả có được gì không nha má. Đạt ơi, bạn nhỏ nhà trai xong rồi đó, tới hồi nhà gái tới phiên em. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em hôm nay là đi với chị Mai Thy. Em là em của chị Mai Thy mà chơi chung nhóm bạn. Hai chị em gặp nhau lúc mà đi chùa chung. Thì chị Thy đặc biệt là rất thích đi chùa và làm các hoạt động thiện nguyện. Nãy giờ em ngồi đây em thấy sao? Hai chàng trai bên đó thì hay có cảm tính của em thì em thấy cái chàng trai nào sẽ thích hợp với chị Mai Thy hơn? Dạ, em nghĩ là anh ghế xanh sẽ thích hợp với chị Mai Thy hơn là tại vì anh áo xanh có cái gu là thích con gái truyền thống và quán xuyến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ thì chần chờ gì nữa? Mở cửa trái tim. Rồi, chúng ta được gặp mặt nhau thôi. Cảm xúc đầu tiên của Lâm là như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em thấy hai bạn nữ rất là xinh rồi. Làm gì tay chân quý hết trơn lại, làm gì mà báu báu dữ vậy? Em còn rung hơn hồi nãy nữa. Xinh quá. Xinh quá hả? Cảm thấy là có cái gì nó rộn ràng trong người chưa? Có rộn ràng trong... nên mới là bị bối rối rồi. Nhưng em ai gặp gái xinh là bị bối rối. Bản thân mình có ngắm một cái người nào cụ thể trong lòng mình chưa? Hay là đang còn chung chung? Dạ, đang còn chung chung rồi. Trời ơi em ham hố quá. Mình phải đánh thẳng mục tiêu chứ. Quang thì sao? Mở cửa trái tim này ra thì mình có cảm xúc gì không? Em hơi bất ngờ và hơi... run. Bất ngờ vụ gì? Hai bạn nữ quá xinh. Lâu lắm rồi mới được gặp hai bạn nữ xinh như vậy. Câu hỏi cũ giống bên đây là có cái nên xác định mục tiêu gì chưa hay là vẫn con chung chung luôn? Cũng có. Có, đó, mạnh dạn dứt khoát. Tập trung vô chuyên môn nha cưng. Chị thấy ai cũng có để quà trên bàn rồi, chừng nào mình mới tặng. Tặng luôn đi hả chị ha? Mình tặng luôn. Tặng đi. Trời ơi, đúng rồi. Đây là tỷ yến của anh. Anh gửi tặng cho em một hộp yến. Chúc em lúc nào cũng luôn xinh đẹp như vậy. Wow. Được tỏ sáng như vậy. Nhiều chàng trai theo đuổi nữa. Hai MC cũng có quà. Đó là chị Cát Tường. Chị cũng cần xinh đẹp đúng không em? Cảm ơn anh Hứa Minh Đạt. Cảm ơn em. Trời ơi hay quá. Em có chuẩn bị hai món quà nhỏ dành tặng hai bạn ạ. Hai bạn có thể mở ra luôn ạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ đây là thẻ tập gym ở miễn phí ạ. Để hai bạn nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Dạ gì em có tập gym hả? Dạ có. Dạ thì hôm nay em có chuẩn bị 2 cuốn sách thì em xin phép tặng mỗi anh 1 quyển. Dạ em gửi anh. Cảm ơn. Sách khác nhau nha, phải sách giống nhau nha. Gửi anh. Bạn nữ ơi, lúc nãy đi gấp quá, mình để một cái phần yến ở ngoài xe hơi, nhưng mà lát nữa là sau chương trình là mình sẽ gửi tặng cho bạn nữ. Đọc lên coi sách gì. Tâm an ắt bình an. Tâm an ắt bình an. Bên đây sách gì? Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Nó có ngẫu nhiên không ạ? Hay là có chủ đích ạ? Em có ghi ở trong đó anh. Có ghi. Có ghi. Em mở liền. Được, đọc lên cho chị nghe. Chào anh, em đã một mình, cũng đã chờ đợi hơn 24 năm rồi, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Em hy vọng hôm nay em gặp đúng người. Hôm nay gặp đúng người hả? Em có cái chữ gì trong hôm qua? Thân tặng anh. Thân tặng anh. Bây giờ thì các bạn hãy trò chuyện với nhau đi. Hai anh có muốn hỏi gì hai cô không? Quang, nếu mà giữa anh với em bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì em có chấp nhận hay không? Dạ anh hỏi em mà. Chấp nhận về vấn đề anh với lại bạn trước đúng không ạ? Chấp nhận tất cả mọi thứ về công việc của anh, vì công việc của anh không có thời gian. Khi mà em bước vào mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước vào cái hệ với em thì cứ yên tâm, em. Em rất là hiểu chuyện. Lâm hỏi đi Lâm. Dạ, với bạn nữ ghế đỏ thì em thấy bạn và em cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đi chùa. Ồ, em cũng đi chùa hả? Dạ, em 1 tháng đi 2 lần. Dạ, ngày rằm và mùng 1. Bạn trai luôn. Dạ. Wow, quá giống nhau ha. Dạ, em có câu hỏi. Rồi, em hỏi đi em. Ví dụ như mà có một người yêu, có một bạn người yêu kiểu như là cách tuổi quá xa, ví dụ như em chẳng hạn, thì không biết là có vấn các bạn có cảm thấy vấn đề gì không? Hôm nay hai cô gái của mình còn rất là trẻ. Thi thì là 24, em mới có 21 phải không cưng? Dạ đúng rồi. Có 21 thôi. Nhưng mà hai chàng trai của mình, một anh 32 và anh tới 38. Thì bây giờ đó anh 38 trả lời trước đi. Cái chênh lệch tuổi nó quá nhiều như vậy thì em nghĩ như thế nào? Tình cảm không phân biệt tuổi tác. Với lại vẻ bề ngoài của anh thì cũng không phải đa dạng giống như là chú hay ông bác gì hết. Nên có thể đi cùng với em thì anh đủ tự tin để anh chinh phục. Ok. Còn Lâm thì sao? Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu ạ. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Thì cái đó nó mới là làm cho mối quan hệ nó có dài lâu được hay không. Nhưng mà chị thấy em lại có một vấn đề ở chỗ là em đang ở Biên Hòa. Hai bạn gái này đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như hôm nay mà em hẹn hò với một trong hai cô này thì em định sẽ sắp xếp như thế nào? Biên Hòa với lại thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng cách nó cũng không quá xa. Nên là em nghĩ là cố gắng và sẽ có thể hẹn hò và gặp nhau được rồi. Em muốn hỏi gì hai cổ nữa không? Dạ em hỏi được rồi. Quang, anh có thể hỏi em áo trắng được không? Nếu mà anh không có thời gian dành cho em, 1 tuần chúng ta hẹn hò nhau chỉ được 1 lần, hoặc đôi khi 1 tháng chỉ hẹn nhau 1 lần, thì em có chấp nhận anh hay không? Một tuần là 1 lần là cũng hợp lý, nhưng mà 1 tháng 1 lần thì hơi ít. Với lại là nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Chị cũng đồng ý vậy và chị không đồng ý với quan điểm của Quang nha. Không biết là Quang hỏi để mục đích gì, hỏi để nghe cô trả lời cho vui, để mình nhận xét cô này lanh lẹ hay không hay như thế nào thôi. Chứ còn đối với bản thân chị là dù có bận cỡ nào đi chăng nữa, hễ yêu là tự nhiên sẽ có thời gian để gặp mặt nhau. Vẫn chị chắc chắn với em là như vậy. Nhưng mà em cố tình em hỏi như vậy để cho bạn nữ để coi bạn hiểu được, thấu hiểu được công việc của em như thế nào. Bận cỡ nào bận, tôi bận dữ lắm, sáng đi quay, trưa đi quay, tối đi quay, mà trai gọi cái tôi vẫn rảnh à. Kỳ vậy đó. Ngồi vậy đó, trai gọi là rảnh à. Em xin phép anh, em hỏi anh ghế đỏ, anh nghĩ sao về một bạn nữ mà kiểu như thích đi chùa nhiều, với lại cũng muốn là dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện á? Cái điều đó thì tốt mà, anh cái ủng hộ. Gia đình của anh là ở Biên Hòa hết hả anh? Và anh định cư ở đó luôn? Đúng rồi, ba mẹ hiện tại cũng đang sống ở Biên Hòa. Hai cô gái còn muốn hỏi hai chàng trai của mình cái gì nữa không? Rồi, mời em. Thật ra em cảm thấy cái vấn đề về công việc á, ví dụ nếu em bận quá, thì ví dụ mà hôm nay anh bận mà em có thời gian rảnh, thì em có thể chạy qua em phụ công việc giúp anh. Tại vì công việc của cả hai người đều có điểm tương đồng với nhau về kinh doanh, về nghệ thuật. Cả hai anh luôn á, về công việc của hai anh đều là kinh doanh mà đúng không? Thì em đều phụ được. Cũng trong 1 tháng nha, mình chỉ cần dành ra 1-2 ngày trong 1 tháng đó, cùng nhau đi du lịch, giải stress các thứ á, xong rồi mình quay lại về quỹ đạo công việc. Ví dụ như mà hôm nay em bận, em muốn em bận đi quay các thứ, thì ví dụ mà anh người yêu của em thì có thể đi cùng em, hoặc đổi ngược lại cũng vậy. mỗi cái ghế của mỗi bạn sẽ có 2 cái nút bấm. Sau 5 cái tiếng đếm của Đạt, mình có quyền lựa chọn. Nếu mình chọn cái người ngồi ở ghế màu xanh thì mình bấm nút xanh, mình chọn cái người ngồi ở ghế màu đỏ thì mình bấm nút đỏ. Nếu mình không muốn chọn ai hết thì mình có quyền không bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Các bạn hãy đặt tay mình lên công tắc đi nè, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1. Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu ạ. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Khi mà em bước vào mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước vào cái hệ với em thì cứ yên tâm, cứ an tâm em. Người như thế nào? Em thích thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó, kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc nhắn tin, gọi điện, chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày. Bấm. Và hết thời gian. Một cái kết quả rất là bất ngờ là hôm nay tất cả trai xinh gái đẹp của tôi mà chỉ có em Quang của tôi là bấm thôi. Cho chị hỏi Quang trước, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Bạn nữ áo trắng, bạn nữ ghế đỏ thì em cảm nhận được, em thấy em phù hợp với bạn nữ đó luôn. Vấn đề là em nãy giờ em không hỏi bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em đã để ý bạn nữ ghế đỏ nãy giờ. Em có nghĩ rằng là vì em không có để ý đến bạn nên bạn đã không có dám bấm không? Đó là tùy duyên và duyên phận. Đúng rồi. Hồi đầu khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, chị có hỏi em chọn một cái đối tượng chưa hay là đang còn là chung chung, thì em nói là có rồi. Thì cho chị hỏi thật, lúc đó cái có rồi đó của em là cái quyết định em đang bấm đây hay là lúc đó? Đúng rồi. Vậy thì tại sao khi em tặng quà em không tặng cho cô áo đỏ ghế đỏ? Em cố tình để em làm như vậy. Em làm như vậy nó đối với phụ nữ khó quá. Em là chuyên gia thách đố bản thân mình đúng không? Làm khổ bản thân mình chi vậy? Nếu em không làm như vậy thì bạn nữ sẽ không bao giờ nhớ tới em. Trời đất ơi, chi cho cực vậy? Cá tính tạo nên số phận. Chị là quá mạnh mẽ nên chị mới ở một mình. Tại sao cánh cửa mở ra em thích cô này, ngay từ đầu em tặng quà cho cổ đi. Em thích cô này em đi tặng quà cô kia, em chơi gì cháu ngoe cháu ngoảy vậy. Trong khi đó bạn của Mai Thy cũng thấy thích hợp, Quang thích hợp với lại với Thy hơn. Ở dưới này người ta cũng đã nói rồi là thấy là bạn này hợp với bạn này là người ta đã tập trung vô vậy rồi. Em đi tặng quà thì em lại tặng qua bên kia, rồi cuối cùng em cũng xăm em hỏi bên kia. Mình phải thử thách chứ chị. Ơi, tình yêu mà không thử thách sao gọi là tình yêu. Nhưng mà chưa... em không tặng quà cho bạn nữ đó thì bạn nữ đó cũng vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi tôi đụng. Nhưng mà tại vì bạn nữ đó đã không nghĩ tới em. Không ai nghĩ nổi đâu. Nếu là chị vô ngồi vị trí đó, một người sành sỏi như chị. Tại sao mà em lại tặng cho chị và em tặng cho anh Hứa Minh Đạt? Tại sao bạn nữ áo trắng đó? Thì bởi vậy và em cố thời điểm lúc nãy phần quà của em anh đã để trên xe hơi và em muốn dẫn bạn đó đi ăn một bữa đó. Thôi quá, ta cũng đã nói rồi. Tức quá, còn tức con trai má quá má ơi, thì con đi làm mai đó giờ. Tự làm rối luôn. Xin chia sẻ chút xíu là hồi nãy anh có nói là mình phải có thử thách với khó khăn á. Em nghĩ cái đó là trong quá trình yêu. Nếu như mà bạn nam có gặp thử thách khó khăn, ví dụ như trong công việc có gặp vấn đề gì hoặc là kiểu như xa cơ hay là gì á, thì cái đó là gọi là thử thách lòng của bạn nữ. Còn cái này là mới gặp mặt nhau mà anh thử kiểu đó không ai chịu nổi hết trơn. Không hiểu. Rồi sao cưng, sao không bấm ai hết trơn vậy? Hai bạn thì rất là xinh, em phải công nhận điều đó, nhưng mà cái cảm xúc cá nhân em á nó chưa đủ lớn. Chị tưởng em cũng bấm chọn anh này chứ? Dạ tại vì em thích, em cũng thử thách luôn hả? Em cũng thử thách lại luôn hả? Em thích ảnh ở một điểm là ảnh cũng hay đi chùa, là em thích như vậy. Nhưng mà trong quá trình tương tác nói chuyện á thì em cảm nhận là không có rung động, với lại là cũng từ phía ảnh, cho nên là em quyết định không bấm. Vậy sao lúc nãy anh im lặng, anh không hỏi gì em, anh cũng không nói chuyện gì về em, sao em cũng không rung động? Nếu vậy em nói là đi chùa này nọ, tất cả mọi thứ làm từ thiện thì anh cũng là người đi chùa và anh cũng làm từ thiện rất là nhiều. Bài kinh anh cũng thuộc, hàng đêm là anh đều phải tụng kinh hết đó bé. Nãy không nói giờ mới nói. Dạ thì bây giờ em mới biết mà. Thì đó. Rồi bây giờ để tôi hỏi câu tại sao em tìm hiểu. Bây giờ cũng muốn nghe tại sao người ta không bấm mà Quang lành tối quá. Tối về nhậu rồi khóc nữa. Sao? Còn em gái sao không bấm ai hết trơn vậy? Em không chọn ai vậy? Chắc là thời gian ở trên chương trình quá ít á, kiểu mình chưa có tìm hiểu được sâu xa nên là cảm xúc chưa đủ. nên là em quyết định không bấm. Ôi, nói chung là hai đứa mình bấm nhau đi, hai chị em mình bấm. Ca khó. Cát Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức của mình luôn, nhưng mà cuối cùng tình yêu nó là định mệnh, tình yêu nó là cúp bắt trò chơi. Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon hơn, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Tặng các bạn 1 năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tài. Rồi, gửi tặng hai bạn luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, gửi tặng hai bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22h45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.